thể đến các hộ kinh doanh, hộ gia đình. Đối với các hộ gia đình, mỗi gia đình cần chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng đảm bảo tuyệt đối an toàn về các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, các tháp công áp khi xảy ra giảm giảm phối hợp với ngành điện. Thường xuyên khắc phục ngay sơ hở, thiếu sót trong việc cặp nhiều anh chị. Dưới đây quà cúc quý vị ạ. Ở 60k quý vị. Cúc. Lúc bên này có 100 cặp mọi người. Sắm cái máy nhỏ vậy đi. Dạ. Hôm nay chở đỡ không anh Mạnh? Hôm nay anh chở đỡ không? Lấy gai ha. Ấy hơn năm rồi anh. Thường mỗi năm thì cỡ 28 là mình chở đông khách chưa anh Mạnh? Đông rồi. Vậy hả? Quý khách mà muốn đi chợ đêm mà liên hệ anh chở thì liên hệ số mấy anh Mạnh? Cho số thôi là đây là ông anh năm nào anh cũng đóng đô ở cái khu vực gần cuối năm năm nay bông đi vô tới trong thuốc trong đây luôn anh ha. Cho thấy là sung hơn mọi năm nhiều anh Mạnh ha. Dạ. Tết giờ chở khoảng 10 triệu cho anh. Mượn thì góp thêm á. Em đi anh Mạnh ơi. Dạ. Đây cúc 100 ngàn một cặp ha. Giảm giá đó. Giảm giá mới giảm rồi vậy. Giá cũng bán hôm nay cũng 28 rồi phải không? 28 rồi. Rồi. Bán rồi không trả rồi thua. Dạ. Bên Mạnh ơi. Dạ. Trông rất là đông cái gì. Đây là nguyên một vườn mai luôn quý vị. Mai có thể nói là bự bự không.
Cái này là 35k một cặp hay một chậu? Này 35k làm cặp hả? Tuột luôn hả chị? Sexy vậy luôn hả chị? À. Đây là bông màu tím quý vị. Bông này là bông gì chị? Bông băng xê phải không? Ủa con này con gì vậy? Dạ ẩm thực phố 123. Ẩm thực phố 123 là lên từ. Dạ dạ. Cái khung cảnh lúc 28 Tết rồi. Rất là nhộn nhịp, có thể nói là tấp nập cũng như là bà con mua sắm sắm sửa những chậu mai, những cành cành hoa, những chậu hoa. Chậu gì là mới mua nhiêu? 80 ngàn hả? Hàng ơi. Dạ, ở khúc lần kia còn ghé nữa, nhỏ hơn. Dạ, mai năm nay cho thấy là có giá, có gớt giá hơn năm rồi phải không cô? Dạ, dạ.